Vâng, em xin chào tất cả anh chị ạ. Vâng, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Tượng Gỗ Trung Kiên. Và để tiếp tục những video giới thiệu sản phẩm, thì sản phẩm trong video lần này em sẽ giới thiệu tới anh chị một bộ tam đa phúc lộc thọ. Vâng, và có điểm đặc biệt gì đối với bộ tam đa này? Nó cũng khác gì so với những bộ tam đa mà em đã từng giới thiệu tới anh chị. Đó chính là về chất gỗ chị nhé. Vâng, với bộ tam đa lần này thì ba cụ của chúng ta đều được chế tác trên dòng chất liệu gỗ huyết long, hay là còn gọi là dòng gỗ máu rồng chị nhá. Vâng, nhắc đến huyết long thì chắc hẳn có nhiều anh chị cũng đã từng nghe đến cái đài gỗ này đúng không ạ? Cũng biết được tác dụng của dòng gỗ này. Thứ nhất về độ thẩm mỹ thì dòng gỗ này có một chất màu rất là đẹp đấy ạ, đúng không ạ? Và đề đặc biệt tiếp theo liên quan đến sức khỏe thì huyết long là một loài gỗ có mùi hương rất là dễ chịu và có khả năng là chữa được bệnh và phòng trừ được rất là nhiều loại bệnh chị nhé. Và trong phong thủy thì gỗ huyết long có khả năng trấn trạch trừ tà và xua đuổi tà ma rất là tốt. Thế nên dòng gỗ huyết long được xếp vào là hàng gỗ quý. Vâng, như anh chị chúng ta đang ngắm nhìn đây, ba cụ phúc lộc thọ. Em đang để thứ tự cụ phúc của chúng ta lúc nào gắn liền với hình ảnh là một cụ già đang hai đón xuống. Vâng, một cụ đang bế trên tay một đứa bé các bạn. Vâng, tượng trưng cho niềm hạnh phúc, còn có con đàn chó đốm. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cụ phúc. Cụ phúc của chúng ta lúc nào một trên tay sẽ vác một chiếc gậy như ý để giúp cho chủ nhân, người nhà đúng không ạ, có thể cầu được ước thấy, mọi điều mong muốn đều trở thành sự thực. Và một tay thì cầm trên tay một chính vàng, tượng trưng cho được là sự giàu sang phú quý. Và cuối cùng chúng ta sẽ di chuyển đến cụ thọ. Cụ thọ với hình ảnh là một cụ già đấy ạ. Vâng, với cái trán rất là cao, tay thì cầm trái đào, còn một tay kia thì cầm một cái gậy thượng thọ. Vâng, tượng trưng cho sức khỏe. Vâng, sức khỏe, trường sinh, bất lão. Vâng, những cái tuổi già như thế này thì anh chị nhìn cũng biết là gắn liền với tuổi rồi đúng không ạ? Tuổi tác rất là cao, tức là cụ sống rất là lâu năm rồi. Và tiếp theo cả ba cụ đều được chạm khắc nên những chi tiết rất là tuyệt vời anh chị nhá. Những cái họa tiết nhỏ trên áo của cụ đây, từng cụ một cũng đều được chạm khắc rất là tỉ mỉ và đẹp ạ. Những cái dấu hổ khu ở phía bên trên áo của từng cụ đấy ạ, cũng được chạm khắc rất là tỉ mỉ, từng chi tiết nhỏ thôi nhưng cũng rất là chi tiết anh chị nhé. Và phía bên dưới này cả ba cụ đều đứng lên một đống một chỉnh tiền rất là lớn đấy ạ, rất là nhiều đồng tiền vàng xếp vào nhau. Thì các cụ đang đứng lên đúng không ạ? Và em sẽ quay phía mặt sau của ba cụ. Tác phẩm này của chúng ta được đục tứ diện anh chị nhé, cả trước cả sau ạ. Vâng, phía mặt sau đây anh chị nhìn thấy nè, vẫn là những cái họa tiết ở trên áo đây. Mỗi cụ có mang một cái áo choàng khác nhau với những họa tiết hoa văn rất là khác nhau, và đặc biệt là cũng đều được thể hiện hết sức là tinh xảo luôn đúng không ạ? Vâng, và ba cụ này của chúng ta có kích thước là chiều cao 40 chị nhé, cao 40, ngang 13 và chiều sâu là 11. Cả ba cụ đều có kích thước là cao 40 ạ. Vâng, và giá bên em đang giao lưu với giá là 3.300.000 đồng anh chị nhé. Vâng, và bây giờ em sẽ thử test gỗ cho anh chị xem ạ. Vâng, để test gỗ huyết long thì chúng ta sẽ cùng chiếu đèn vào. Em sẽ tắt điện đi anh chị nhé. Vâng, tắt điện này đi. Và em sẽ sử dụng một chiếc đèn flash của điện thoại. Em sẽ soi thử cho anh chị xem ạ. Đây nhá, em sẽ soi thử đầu của chú tiểu đồng này. Đầu chú tiểu đồng này với kích thước nhỏ thì có khả năng ánh sáng sẽ xuyên qua được, chứ còn với những chi tiết khác kia đây dày thì chiếu vào ánh sáng nhìn sẽ rất là khó. Đây anh chị nhìn nhá, em đang chiếu đây ạ. Đây anh chị nhìn thấy nhá. Đấy, ánh sáng có thể xuyên qua đỏ đây ạ. Vâng, chuẩn gỗ huyết long luôn anh chị nhá. Đấy, đẹp luôn nhá. Đấy, với những chi tiết ở này thì ánh sáng chỉ xuyên được vào một phần rất là nhỏ thôi chứ không thể đi sâu vào được. Đấy, đây ạ. Đấy, để anh chị có thể phân biệt được là dòng gỗ huyết long thật và gỗ huyết long giả anh chị nhá. Với những gỗ huyết long giả hay còn gọi là gỗ ngò đấy thì chúng ta chiếu sáng vào thì cái gỗ ngò là một dòng gỗ rất là rẻ tiền và cho ánh sáng xuyên qua rất là mạnh. Thế nên là nếu chiếu vào đây thì chúng ta có thể nhìn ánh sáng rất là rõ. Nhưng mà tuy nhiên với cái gỗ này của chúng ta thì chúng ta chỉ nhìn thấy được một phần như thế này thôi ạ. Đấy, chỉ nhìn thấy một phần này thôi. Anh chị nhìn này, đúng không ạ? Không thể xuyên được qua hết anh chị nhá. Vâng, như vậy thì em vừa test gỗ cho anh chị xem rồi ạ. Vâng, test gỗ cho anh chị xem. Đây là bên em toàn là hàng nhập những hàng phôi gỗ chuẩn về. Nên anh chị
nhập những sản phẩm, mua những sản phẩm của bên em thì anh chị hoàn toàn có thể yên tâm là mua đặt toàn bộ là dòng gỗ thật 100%, gỗ chuẩn nhé, chứ không phải là gỗ giả, nên anh chị hoàn toàn có thể yên tâm ạ. Vâng, ba cụ Phúc Lục Thọ này giá chỉ có 3.300.000 đồng mà thôi. Anh chị nào muốn chốt hãy comment xuống bên dưới chốt kèm theo số điện thoại giúp em ạ. Vâng, như vậy thì em vừa giới thiệu xong tới anh chị ba tác phẩm, vâng, ba cụ Phúc Lộc Thọ trong bộ tam đa một bộ tam đa bộ ba quyền lực của chúng ta đấy ạ. Nếu anh chị cảm thấy tác phẩm bên em đẹp thì hãy cho em một lượt like và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Tầng Gỗ Trung Kiên. Và số điện thoại quen thuộc của bên em là 0822338345 ạ và 0944812986. Anh chị có thể liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại đó hoặc kết bạn Zalo để có thể là trao đổi rõ hơn ạ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ.